Thúi ông, khẽ chăn khẽ luôn kìa. Chăn khẽ. Trời ơi là trời. Hello bà cô chú anh chị đã đến với kênh Và Phong TV nha. Hello cả nhà nha. Lại là hai anh em đây. Lại là hai anh em đây. Bài chặn trước đó đây. Gì vậy? Trời, mày trời vui quá. Bữa hổm mày chơi đó cái mày thấy nó 4 năm ngoại nó dí tao cái mày im gu mày đứng ngoài mày nhìn mày cười. Tao làm cái gì được? Tao ra đi xuống nó sập luôn rồi. Mày nghĩ nha, hai mình bây giờ không lẽ hai quýnh bốn không chọt cũng què. Tao sợ. Mà bữa đó tao cầm cam á chứ. Tao giật cái cam tao chạy với mày đó. Mày chạy sao mày bỏ tao lại? À chứ mày chạy không kịp chứ. Chạy không kịp gì? Chơi là mình phải chơi tới luôn. Tới mà lỡ tới mà bị bắt lại thì thôi ráng chịu cái nè. Bữa hổm cái vụ mà xịt mấy cái nước hoa mà thúi chứ cả nhà. Ừ. Cái bị mấy ảnh bẻ kẹo mấy ảnh chơi mấy ảnh dí mấy em lại. Bắt hôm nay là mấy em quyết định phục thù nha cả nhà. Nói chung là phải chơi mấy thứ này. Phục thù sao mới được? Phục thù rồi nói chung là nó gì nè. Hỏi. Có đồ chơi. Có đồ chơi. Nói chung là đó nhà tới giờ đó có nghĩa là mấy anh em sẽ bỏ mà cái gì mà cho anh như thế nào thì cả nhà đón xem đi. À, nói chung là vậy cái, cả nhà mình nhớ đón thêm cái màn cho anh của hai anh em nha. Bữa nay nhớ phục thù là mới được đi. Bữa nay phải phục thù là mới được. Cả nhà mình xem có hay á nhớ cho tem của em một like, một share và một bình luận nha, để bọn em có động lực để ra video mới. Ra video có nhiều thứ táo bạo hơn nha cả nhà. Và đợi bọn em set up cái đặt gì không? Đặt cam. Để chờ mấy anh khứa này mới được. Hello cả nhà. Bây giờ là bọn em đã gì bọn em đã set up xong xuôi hết trơn cả nhà. Bây giờ là chỉ đợi con mồi vô rồi xong mình làm thịt mồi. Cắn câu rồi mình dứt như là. Dứt tắt cái miếng mồi. Sao làm hiện trường giả cho mày chơi? Sao mà nó làm thấy ghê đúng không? Để tao làm hiện trường giả cho mày chơi ha. Còn để đây ha. Đặt nó có con gì nữa. Để đây thì ở đây có cái ấy này nè, nó còn gì mới bò vô. Nó dẫn nó nằm lên thầy. Không ai, không tên nào lại. Tạo cho 400 ngàn nó đủ rồi. Em ngẩn tao thì mấy tên kia đâu chân vậy? Ê ê ê ê, cái con gì nó mới chui vô cái ống này nè. Ui, con gì cả? Con gì nó mới chui vô ống này nè. Con gì? Kìa kìa, nó bò qua đầu nó mày coi ơi. Trời ơi, không lẽ nào đây là sự thật? Con gì vậy? Cái con gì mà nó chạy ra trắng nhất đi chợ? Cái con gì? Coi là coi. Coi là coi. Coi là coi. Kệ nó đâm bệnh nè. Kệ nó đang đâm đâu nè. Đâu vậy? Đó là trời. Con gì xem? Mày thấy con gì không? Tao thấy nó mới bò qua đây mà nó bay nó mất kêu rồi. Con gì tao bụng bì không biết con gì? Em xem. Tao xem. Con gì? Con gì vô nó đó? Ha 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 ha. Bà con bụng bì nè. Im. Mày vô đó mày nằm. Im. Không có là lạ. Đó là trời. Im. Nói rồi mình chịu chặn rồi mình phải chịu. Đi. Để vô đại mình chơi hang. Nhiều quá mập. Nhà mình có điều kiện rồi mập. Nhiều đi. Nhiều đi trâu nửa ống luôn. Nửa ống nó thở nó có ra. Ra cái gà nó cứ hạt. Tao thấy ướt đâu. Mày chùi tay mày đi.
Rau vàng. Rau bia. Rau bia. Bỏ đi chứ. Rau bia. Nắng dữ vậy trời, nhà này quay vọng nha, đi về ngủ anh em ơi. Sư nhân vàng sao nhọn? Sư nhân vàng phải không? Đúc lửa cả làng. Cầm sao vàng. Chứ vậy. Lửa cả làng. Chứ vậy. Thôi. Thôi. Thế là thế là thế là nghỉ. Thế mình đi nghỉ nữa. Còn vui lắm vậy cần. Wow. Vui lắm hả? Sống vui. Mình làm thôi. Mình thấy mình vui là được. Ê nhỏ nhỏ rồi. Con cu nho nhỏ siêu nhăn đỏ. Tầm 7 năm. Kê 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 kê. Con gì sai? Cái con gì mới chui vô kìa. Gắn gì? Bỏ lắm mổ mắt bây giờ khùng. Mổ mắt. Kệ kệ nó bỏ, anh bỏ đi là mày coi nhỏ. Không quá tao sợ gắn cái thùng. Mày không có gì mày coi mày chặn cái đầu nó lại bắt cái con gì như gắn mối gì á. Phải không? Ở đầu đen đen. Không mày gắn á, mày lại gắn cái đó. Gắn đâu mà gắn. Đâu gắn. Không lấy giờ gắn nó chui đây mà. Gắn nào gắn cái đó mà nó chui nó không lú cái đùi. Gầm xỉn đi sang gắn sợ cái mẹ rồi. Ừ. Phải không? Không lại mày coi ơi, mày coi đâu đi cái ơi. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Chắc không? Anh phải ra. Chắc con. Chú bắt cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, gì vô mắt đại nhóc của bắt luôn rồi trời. Cái gì quay? Đâu rồi? Cái con gì mà trắng nhắc đi? Trời con gì trắng nhắc vậy? Trời ơi, đâu mặt ơi, hết cái đường mà nè. Trời ơi, mặt ơi. Nè nè, cái nước này nè. Trời ơi. Cái nước. Tiếp đạn thôi, tiếp đạn, tiếp đạn cũng được. Bỗng lên nè, bỗng lên nè. Ờ là cả đầy mắt luôn, quỷ nhỏ này chà ơi, chờ ngu quỷ ơi quỷ. Cái gì vậy quỷ? Tự nhiên con gì mà nó chui ra cái phột kia chà. À, mày chơi nữa quỷ ơi. Chơi là mày chơi, anh em đâu có cố tình đâu mày chơi. Con gì á? Con mắt của mày bây giờ đây nè. Rồi mày lại đây mày coi kỹ coi. Đâu có thấy cái gì đâu nhọn. Mày chơi con mắt của mày bây giờ hết đường nè. Vô mặt mày. Thấy chưa? Thấy rồi không? Nè, dằn tùm lum chơi. Trời, anh em tôi coi. Mày coi kìa, kỹ ra coi, có con gì mày nè. Mày thấy cái gì không? Mày coi không? Mày coi cái gì? Muốn coi không? Ở đây, ở đây. Quên. Nó nghe nè. Ủa trời. Trời ơi hả? Tao mát nè. Trời. Cái này nằm đi. Không có nằm gì đâu chứ. À, tao có dính giá trong chuyện này chơi nghe mày. Này nè. Tao có biết gì đâu. Mày nè. Con mắt tao lắm, cứ ngắt rồi nè. Bắt đầu nè, thằng nào vô tao nói là đừng có lỡ đó nó coi. Mày điên quá mà. Mày chú ngu biết gì chơi nè. Mày chú ngu nằm chỉ nè. Tôi xin cảm ơn người. Bây giờ nước nôi lắm. Cổ nội là cho nước nôi lắm dân. Bây giờ rửa mặt đi tay. Nhậu được không? Sao bình thường. Bình thường không ạ. Trời ơi. Đây, ở đây người ta đi là nhậu ít thiệt, 90 lon thiệt. Nhưng mày ngày nào cũng nhậu. Không. Trời ơi. Cũng trời hả ha. 90 lon mà hết. Nó nhậu đâu không uống hết rồi. Cầm dây từ chối nó bị đứt rồi. Trời ơi. Không được đâu. Ở bên đây số 1. Rồi, chứ không cũng động rồi. Không sao rồi. Chị nhậu nhậu lên. Chứ. Chị nhậu mà. Qua câu thấy gì không? Được cái chèo. Bậy bạ đâu phải không? Còn con còn cá luôn. Không có con luôn hả? Cậu bậy cái tay gì? Ờ, nhậu muốn chai cái đất thỉ luôn. Thế mà đưa cậu cái tay cái tay gì? Xíu. Tao đi cầu dẫn. Không, chứ là có cái dầu đáng là ngon à. Tao đi cầu dẫn nhiều không á. Cầu hai cái dẫn lớn à. Cậu bá ơi. Dính được con tôm rồi, tới tao hay cái dảnh rồi, tới chèo luôn đó. Tới đây chắc nghỉ quá đệ tử rồi. Nghỉ hả? Không nghỉ vậy là tôi đi tiếp. Sư phụ chúng độc à. Quang sứ rồi. Nghỉ đây, bây giờ quang thị với bạn quán gì đây. Trời đất. Cái con gì nó mới chui ở đây nè. Con gì? Con gì mới chui ở đây nè. Rắn hay gì? Không có, con gì á. Chui gì đó. Bọn chị này cắn tay mày đó. Rồi, bật đây nè, con đứa này.
Cái gì mà trắng xác thì chợ có gì ấy? Một con trong con mắt luôn à. Con gì mà thấy ghê vậy trời? Trời ơi, cái áo của tôi. Cái gì vậy trời, cái gì thấy ghê vậy? Con gì vậy? Ủi, con què đi tắm luôn cái mũi gì? Hết trơn luôn rồi nữa. Con lừa chứ con gì? Con lừa chứ con gì? Mày chơi người ta, mày lo giả bộ lại tay vừa đấm vừa soi, đấm luôn đó. Có đâu? Có đâu? Gì nè, mà nói có đâu nữa. Con gì mà nó bột trắng không đi trời? Con mì. Trời, cái cổ luôn. Con mì. Nhỏ lỗ tay bời, mày đứng đó bậy nhỏ. Không đâu, đợi thằng nào vô là tao dẫn nó vô tiếp cho. Còn có một thằng nè. Còn có một thằng nè. Cộm hơi rồi đó, một lát mình xây tới chị mới tao nè. Còn có một thằng nè. Nè, xích dầu vô, xích dầu vô mắt á. Để nhỏ. Nè, đúng đúng. Bố trí góc quay dữ. Không sao, trời con hồi cuối cùng thì nó thổi cái đầu nó còn mình nên mà báo nghe cả nhà cái này cho nó khóc luôn nè. Anh chỉ ơi kể từ đây anh không còn sợ con không nha đừng nha. Anh mới ra đưa tiền rồi, tiền của đâu? Tiền đâu tao đâu? Tiền của đâu? Tiền tao đâu? Tiền tao đâu? Có đâu nữa không nậu, tiền gì tiền của mày hoài với chợ. Có đúng ra. Tiền tao đâu? Phát người 50 đi. Có mấy nước uống em đợi. Thì sao mua, mua nước uống mày? Tiền mua cho 50. Không có 5 bánh. Mua 20 ngàn, lấy 20 ngàn. Ê, con gì nó bỏ vô vậy xe ơi? Ừ. Ê, cái con gì? Mày làm. À, đi xuống đây nè. Con gì? Cái con gì đây nè, nó chạy vô đây nè, nó mới đây nó chạy vô nè. Con gì vậy? Bà mẹ nó chạy vô đây nè. Nó đây, biết cái tay nào mày coi. Con coi, bố ơi. Nè, thở lại, thở lại, thở lại. Rồi cái con gì vậy trời? Con gì đập ra 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 cái bụi. Vô mắt hết trơn luôn là trời. Đi gửi mặt đi gửi mặt. Ủa là trời. Cái thổi cái gì đó vậy? Con gì vậy trời? Con lừa. Cái này nó là trời. Này là cái ma này. Cái nước đây nè. Có thấy được cái mà cái nước hoài. Nè mở mắt ịnh vô đây nè. Rồi nó còn cậy đây nè không ơi, nó còn trong đây nè. Cái gì trời ơi, con gì vậy? Ừ ấy da đây nè, nó còn đây nè, đây nè có thể bằng nhất đây nè. Nãy cái con bông này nó bụi á, nó chạy lên ăn cái gì á. Ừ đúng rồi nè, con xấu cái gì hết trơn, mình mấy luôn trời. Cái con gì mà nó đập tưởng cá bại màu trắng cái kia, hình như con bông bóm cái gì á. Mày đụng cái tay gì vô chứ đi, đụng vô vậy nè. Cái gì vậy? Có gì hả? Ê nè. Bảy. Cái này đây quay cái nè. Nè. Ở đây nè. Ông ra đây nè. Đây nè, đây coi. Cái gì mà lui tao đâu mà nắng mày trời. Không có gì trời.
Nè. Được cái gì? Tao chặn rồi. Nó cố nậu chân gì nữa rồi trời. Người ta nói là cameraman bắt tử mà này mấy này cũng chơi tôi trời. Chút xíu nó hết trơn mấy con mắt cam hết luôn rồi. Con mắt kia nó chơi vậy đó. Trời. Nè trời rửa mặt đi. Trời rửa mặt đi không. Rửa đi. Nó dính lụm trên này ha, không dính nè. Rửa ra. Để trời rửa mắt cái đi. Lát nó dính con mắt xương ngắt á. Ê, chơi hoài luôn quay. Chảy. Chơi hoài. Cái con gì á? Chảy. Trời ơi, 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 trời nói luôn á, nhỏ mới vừa rửa xong khỏi luôn. Trời ơi, con gì vậy? Con chơi mà cọc. Làm ta được, làm quậy. Chứ đang vui mà. Bỏ đây. Kè. Kè. Đậu cái gì mà mình mãi chắn nhất cái chân rồi chạy luôn tay. Cái mình ghẻ nó chưa lạnh nữa đó. Rồi ngón của mình là dơ, sợ gì cái? Vô, bay vô đây. Hai anh em chắc bốn. Lại chợ của mình tao mới vừa bầu bì không đi chợ. Nhảy vô. Chạy nha. Vô, đi vô đây. Đủ chơi. Nó chạy chung cái đất này rồi. Ta kêu mày chạy rồi. Nói chợ chung cái đất này không vô chứ nó không bậy. Hồi nãy nó chọi chung cái một cái bịch đây nè. Hồi hồi nãy trứng nó không bậy. Bởi cái chắc hết trơn mình luôn rồi. Quên luôn. Phải chạy như vậy nè. Xác bắt cái thằng băng luôn. Mày dở ra đây nè. Ở đây hồng vịt thúi nó chọi. Với lộn trứng gà. Trứng gà mà nó đẻ bỏ ổ á. Nó bị ung á nè. Thúi trời. Mà trời. Như thế này hay. Thấy không? Em biết thế nào nó cũng phản động rồi cả nhà, thế nào nó cũng giết rồi. Vậy thôi tạm biệt cả nhà nha cả nhà. Cả nhà thấy màn tròn của em và thằng cameraman có hay á, cả nhà ơi. Cả nhà nhớ cho một tim, một like và một share nha cả nhà. Và đừng quên bấm cái chuông khi mà tụi em ra video mới nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ nha cả nhà. Đây nè. Nói chơi em nè cả nhà. Giờ vô mắt đổ lộn luôn thấy không? Nè em đây chứ gà thúi em trơn rồi. Trời ơi. Nó thủi xong con gà này chết beo cái gì. Trời ơi trời ơi. Ổi kìa. Chuẩn bị. Kéo kéo vào, kéo vào. Kéo. Thì mình đi kéo vào đây, kéo vào đây. Chết mẹ, bị dính bẫy rồi. Chắc không? Ai bẫy ra? Chắc không? Chọi trúng cái đánh đó ông cố nội. Ông mà cái trứng ông nặng mấy trứng là trứng. Tôi gầm tối hai cái giòn của ngoài kìa, tôi ảnh luôn. Chọc cái kép á. Ha 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 ha!
Thúi ông, khẽ chặt khẽ luôn kìa. Chặt khẽ. Trời ơi là trời, tôi. Vậy thôi. Nghe trời vậy đó. Trời ơi. 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 Trời vô mắt á, vô mắt chớp không nổ luôn. Phá ra. Nó chân ngắt ra, tao vô nó thả ra nó nhảy cục từ lừ đó. Cuối cùng bạn say đó dính chữ. Rồi mẹ mô chơi hút nhọn mắt vô nhỏ mắt lại ơi. Rồi. Rồi cả nhà. Ảnh chơi. Rồi. Gì đi kiếm gì? Nó lấy một bì. Thôi chi chơi cận. Cài anh cài rồi cả nhà. Thôi em dừng clip đây nha cả nhà. Nó cho anh mấy em mà gốc cầu lại nó bị con bỉ lại ba mới nữa nha. Dừng clip đây nha. Cảm ơn nhà rất nhiều. Đi rửa mặt cả nhà quá trời luôn mất rồi. Đi rửa mặt đi. Rửa mặt.